Dạ, Trần Việt xin mến chào quý vị nha. Hôm nay đó, Trần Việt muốn nói về anh Bùi Tuấn Lâm. Anh Bùi Tuấn Lâm đã bị bắt cỡ khoảng là trên 2 năm rồi. Thì quý vị biết mà, một cái gia đình mà người ta có 5 người con, một vợ và ba người con nữa, thì chồng mà bị bắt rồi thì làm sao mà vợ mà có thể đảm đang được tất cả mọi công việc, tại vì cái nguồn mà thu nhập chính là từ người chồng. Anh Lâm ảnh là một người rồi là bán rồi là bún bò Huế, thì đó, mất đi một cái phần thu nhập chính rồi thì người vợ phải phải bươn chải để tìm mọi cách để mà mưu sinh. Mưu sinh thì người vợ mới buôn bán một cái thứ đồ gì đó. Bán rồi cái là mấy ông công an lại rồi là bao vây rồi là tịch thu những cái đồ của vợ anh Bùi Tuấn Lâm. Mời quý vị theo cái dõi cái video này nha. Tôi nói đó là nghĩa vụ nhưng thật sự nó không đáng để các anh làm những việc này. Các anh bắt chồng tôi, bây giờ tôi nuôi ba đứa con nhỏ dại, bán một chút thực phẩm để nuôi con thôi mà các anh tới các anh làm như thế này đây. Mà anh cứ nói đó là nghĩa vụ nhưng thật sự nó không đáng để các anh làm những việc này. Các anh bắt chồng tôi, bây giờ tôi nuôi ba đứa con nhỏ dại, bán một chút thực phẩm để nuôi con thôi mà các anh tới các anh làm như thế này đây. Quý vị thấy xấu hổ không? Cái bọn công an mọi rợ không? Coi như là nó tận diệt cái nguồn sống của người ta luôn. Người vợ người ta phải hy sinh để mà người ta nuôi ba đứa con còn dại, còn nhỏ dại chứ. Tại sao phải triệt cái đường sống của người ta như vậy? Đúng không? Ở trên đây mình thấy mấy anh công an làm một cái chuyện rất là mọi rợ. Các anh đâu phải là con người nữa đâu, thành ra các anh mới có hành xử mọi rợ như vậy. Bắt giam chồng của người ta rồi chưa đã hay sao mà còn bây giờ lại muốn bắt người vợ luôn, rồi tịch thu hết hàng hóa của người ta, rồi làm sao người ta sinh sống được, phải không? Vì lý do đó là Trần Việt muốn lên tiếng rồi là tố cáo cái tội ác của mấy ông công an này. Cái tội ác này tại vì nó rất là mọi rợ, đúng không? Đối với một phụ nữ mà phải lo cho cả gia đình, vừa lo cho chồng ở trong tù, rồi lo cho ba đứa con ở hải ngoại nữa, ít ba đứa con ở ngoài nữa, rồi làm sao người ta sống nổi các anh? Các anh bắt người ta đó thì các anh cũng phải cho người ta một cái con đường để sống chứ. Tại các sao các anh mà hèn hạ như vậy mà gọi là gây rối cái người vợ như vậy. Đúng không? Thành ra mình thấy cái câu chuyện thì mình thấy mình bắt buộc phải lên tiếng. Đó, đây là cái trang nhà của chị Lê Thanh Lâm. Là mẹ của ba đứa con đây nè. Mẹ có ba đứa con đây nè, quý vị thấy nè. Phi đầm cho Bùi Tuấn Lâm. Ba con vô tội. Đúng không? Chúng con cần có ba. Hãy trả ba về cho chị em con. Thằng đây đây là cái cô chị đó, mình nghĩ cái cô này cô lớn, cô là chị của hai đứa này. Đây là mẹ. Đây là vợ của anh Bùi Tuấn Lâm. Tại sao mình đối xử với mình mọi rợ gì mà ít ra mình cũng phải cho người ta có cái con đường sống chứ. Đó, đây là cái trang nhà đó. Trang nhà của chị Lê Thanh Lâm nè. Cái chế độ này nó mọi rợ vô cùng.
Đây là một người thanh niên yêu nước. Anh Bùi Tuấn Lâm đang hành xử một cái người yêu nước. Không có nhớ, không có quên cái ngày 17 tháng 2 1979 là giặc Tàu nó xâm lược Việt Nam. Nó đánh 6 tỉnh biên giới ở miền Bắc. Nhân dân sẽ không bao giờ quên ngày 17 tháng 2 1979. Tại sao vậy? Tại sao mà không cho người ta có con đường sống vậy? Đúng không? Mà anh Bùi Tuấn Lâm đó, ảnh vô tội chứ anh đâu có tội gì đâu, thưa quý anh chị em. Đây hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm đây. Ảnh vô tội. Ảnh tội gì? Ảnh tội ảnh nhái. Ảnh nhái anh làm thánh rắc hành giống như Sót B đó. Sót B là một cái người nổi tiếng rất là rắc muối. Thì bây giờ ảnh là thành thánh rắc hành. Ảnh rắc hành chứ không phải rắc muối. Tại vì anh bán bún bò Huế mà. Bán bún bò Huế thì cần phải hành. Còn Tô Lâm là khác. Tô Lâm đây nè. Đó, hình ảnh quý vị anh chị xem thấy. Tô Lâm là thánh thánh rắc muối nè. Thấy không? Đút một cái miếng thịt bò vào miệng của ông Tô Lâm. Quý vị thấy rõ miếng thịt bò đây nè. Vào miệng của ông Tô Lâm đó. Ông đâu có tự ăn đâu. Ông muốn người ta phải cung phụng đút ông ăn như vậy đó. Mình thấy mọi người Việt Nam là xấu hổ không? Làm như là một cái ông vua, ông chúa mà hồi nào tới giờ đó, kêu người người khác phải đút vô miệng của mình, đút vô mồm của mình. Một cái ông đại tướng là như vậy đó. Đại tướng này cũng là quá mọi rợ luôn. Đại tướng nó không có xứng đáng là một con người. Một con người phải biết thương dân, thương nước, thương đồng loại mình. Chứ không phải thấy người ta nhạo mình ăn một miếng thịt bò rồi mình bắt người ta bỏ vô trong tù rồi là 5 năm 6 tháng tù. Đau thương biết chừng nào bỏ vợ con của người ta lăn lóc ở ngoài đời, không ai nuôi dưỡng. Thấy không? Thấy đây là một cái tội ác rất là lớn chứ không phải nhỏ. Tại vì con nó cần có cha. Ba đứa con cần có cha dạy dỗ. Thấy không? Vợ cũng cần có chồng để mà ấp ủ tình thương. Ông đâu có thể mà ông chia sẻ cái hạnh phúc gia đình của người ta được. Ông là một người đại tướng mà ông không có lòng nhân từ gì hết gì. Đúng không? Chỉ thấy người ta nhạo báng ông. Rồi ông bỏ người ta tù. 5 năm 6 tháng tù. Trời đất ơi. Người ta có tội gì mà các ông bỏ người ta 5 năm 6 tháng tù? Vì cái tội mà nhại gọi là giống như thánh rắc muối gì đâu có đúng đâu đâu. Cái đó là rất mọi rợ đó ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm. Ông không thể hành xử mọi rợ như vậy ông Tô Lâm à. Đó. Báo chí người ta đăng đầy cái ông Tô Lâm, ông hành xử nó mọi rợ như vậy đó. Ổng gì cũng trả thù. Ổng trả thù người mà người ta chọc. Anh Peter Lâm Bùi này, ổng chỉ chọc thôi. Ổng chọc thôi mà nó là có sự thật. Tại vì cái bữa ăn của ông đó là 37.000 bảng Anh. 37.000 bảng Anh tổng cộng lại đó là 51.000 đô la. Chi phí 51.000 đô la nha, chứ không phải chuyện đùa đó nha. Và trên đây nó có hóa đơn đàng hoàng nữa nha. Nó có hóa đơn đó. Người ta đã chụp hình cái hóa đơn đây nè, cái hình chụp hình hóa đơn đây nè. Đây là 37.000 bảng Anh nè. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2021. Mới đây mà cũng là cách đây gần 3 năm rồi. 37.000 bảng Anh. Tiền tiếp đó là 4.827 bảng Anh.
tiền tiếp là phải trả 15%. Tổng cộng là 37.000 bảng Anh, tức là 51.000 đô la. Đây, cái hóa đơn đây, quý vị thấy rõ mà. Đây là cái ông Tô Lâm, ổng đang ăn trên xương máu của người dân. Đúng không? Lương tháng ổng có 19 triệu à. 19 triệu tiền hồ á, thì nó không có bao nhiêu hết á. Vài trăm đô la thôi. Rồi tiền đâu mà ổng ăn 51.000 đô la vậy các bạn? Đây là tội ác của Đảng Cộng sản. Đây là tội ác của Đại tướng Tô Lâm. Mà mấy năm rồi, ông Đại tướng Tô Lâm ổng vẫn còn đó. Không có ai dám cách chức ổng hết. Không có ai đánh vào cái túi tiền của ổng. Không có ai đặt câu hỏi tiền đâu. Ông ăn 51.000 đô la một bữa ăn. Chỉ có người dân giống như Trần Việt đây, tức quá rồi phải lên tiếng thôi, đặt cái câu hỏi thôi. Mình đâu có làm gì được ngoài cái tiếng nói của mình. Mình đặt cái câu hỏi tiền đâu mà ông Đô Tô Lâm ông ăn 51.000 đô la. Tiền đâu vì ông Tô Lâm? Thành ra đó, qua cái clip này đó mình thấy đó, cả cái năm tên quốc hội đó, nó gọi là đại biểu quốc hội, nó cũng là bù nhìn thôi. Không có tên nào mà dám lên án thằng Tô Lâm này hết. Chỉ có người dân giống như Trần Việt đây dám lên án thôi. Không có một tên nào. Mà Trần Việt đây là hải ngoại, thành ra mình cũng lên án rồi là mình không sợ gì hết. Nếu mà mình ở trong nước á, thì có lẽ mình cũng không còn thoải mái để mà lên tiếng đâu. Tại vì cái nước mà cộng sản nó mọi rợ lắm. Đúng không? Nó bắt tất cả những người nào mà lên tiếng là chống, là vạch ra những cái sai trái của nó. Đúng không? Đấy, bò giác vàng mà. Đấy, cái hình ảnh nó rõ ràng như vậy đó. Đó, ông xót bê này, ông đút cái miếng bò giác vàng đút vô miệng luôn nha, đút vô miệng Tô Lâm đây đó, đút vô miệng Tô Lâm để mà nhai luôn á. Ghê gớm thật. Mình hiểu không nổi một đại tướng mà hành xử như vậy. Người dân người ta chỉ trích mình, người ta chỉ trích đúng chứ đâu có sai đâu. Tại sao mà bắt bỏ tù người ta 5 năm 6 tháng trời? Phải không? 5 năm 6 tháng trời. Rồi à, vẫn an nhiên tự tại là một đại tướng. Một đại tướng mọi rợ. Một đại tướng lưu manh. Phải không? Mày ăn trên xương máu của người dân như vậy, mày phải bị trừng phạt. Mày phải bị trừng phạt, mày phải bị ngồi trong tù. Chứ không phải mày nhãn nhởn nhơ trước pháp luật như vậy đâu, Tô Lâm. Cuộc đời mày đó, nó chưa tới đâu. Đến lúc nó tới đó, mày cũng phải ngồi trong tù á. Tại vì có tội ác mày lớn lắm đó, Tô Lâm. Cái tội ác mày lớn lắm. Mày không có thể nào mà hả hê như thế này được. 3 năm qua rồi, mày rất là hả hê. Không có ai dám đụng mày hết á. Nhưng mà người dân cũng biết, chứ không phải là không biết đâu. Người dân cũng biết hết á. Mày chỉ là tạm thời thôi. Thấy không? Cái bộ mặt mày chỉ tạm thời thôi. Tối ngày hồi người dân đó đẩy mày xuống ống cống đó, giống như gã Gaddafi đó. Thấy không? Để mà bắt mày, rồi lại để mày xử tử hình mày. Tại cái phường ác độc như mày, phường mọi rợ như mày, một bữa ăn của mày mà 51.000 đô la đâu có khác gì mày ăn trên xương máu của người dân đâu. Không có khác đâu, Tô Lâm. Hành xử mọi rợ mà bây giờ đó,
Vợ người ta, vấn đề vợ người ta là phải nuôi chồng, nuôi ba đứa con nữa. Thành ra người ta phải buôn bán một tí đỉnh. Thì người ta buôn bán là mày lại tìm mọi cách để mà phá nữa. Mày muốn phá cái nền kinh tế của người ta. Mày muốn phá cái tài chánh của người ta để cho người ta nghèo khổ không có thể mà nuôi chồng nổi và nuôi con nổi. Thì mày quá là con người, mày quá độc ác rồi Tô Lâm. Mày bắt chồng người ta 5 năm 6 tháng tù rồi mày còn hành hạ vợ người ta nữa. Rồi mày còn hành hạ ba đứa con của người ta nữa. Tại sao mày ác độc như thế hả Tô Lâm? Hả? Mình thiệt không hiểu nổi cái chế độ cờ đỏ cộng sản này nó mọi rợ như thế nào. Bởi vì nó mọi rợ đó, thành ra nó mới 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 thờ lại cái cờ phúc kiến của giặc Tàu. Cái cờ phúc kiến của giặc Tàu á, cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ phúc kiến của giặc Tàu. Vậy cái thằng Hồ Chí Minh là cái thằng gián điệp giặc Tàu, nó không phải là người Việt. Nó là Hồ Chí Minh, nó toàn là bặn đồ Tàu không à. Bặn bốn túi đồ, bốn túi giống như mà Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai thôi. Cái thằng đó là thằng Tàu. Nó đâu có phải cầm cái viết giống như cái viết của mình đâu. Nó cầm cái cây viết nó giống như cầm cây cọ sơn thôi. Hồ Chí Minh là nó vậy. Thành ra cái đất nước mình cứ mãi mê vì cái hai cái biểu tượng này. Ngày nào về Việt Nam mình còn mãi mê hai cái biểu tượng rồi là Hồ Chí Minh rồi là tượng đài Hồ Chí Minh là không khá nổi. Rồi còn lăng Hồ Chí Minh là không khá nổi. Mẹ cái lăng thằng giặc Tàu. Đúng không? Tại sao làm lăng để mà để tôn sùng nó như vậy? Rồi còn thờ lại cái lá cờ phúc kiến. Cái lá cờ đỏ sao vàng phúc kiến. Đất nước Việt Nam mình không thể nào khá được đâu. Đúng không? Mẹ anh Bùi Tấn Lâm này anh có tội gì? Không có tội gì đó. Khi không rồi bắt người ta bỏ trong tù 5 năm 6 tháng tù. Rồi bây giờ vợ con người ta rồi lại là mấy các Mà anh cứ anh nói đó là nghĩa vụ nhưng thật sự nó không đáng để các anh làm những việc này. Các anh sao? bắt chồng tôi, bây giờ tôi nuôi ba đứa con nhỏ dại, bán một chút thực phẩm để nuôi con thôi mà các anh tới các anh làm như thế này đây. Xấu hổ không? Quá xấu hổ luôn. Mà anh cứ nói đó là nghĩa vụ nhưng thật sự nó không đáng để các anh làm những việc này. Mấy anh trả lời được cái người phụ nữ nhỏ bé này không? Các anh có xấu hổ không? 4 năm được thằng này này có xấu hổ không? Các anh bắt chồng tôi, bây giờ tôi nuôi ba đứa con nhỏ dại, bán một chút thực phẩm. Tại sao người ta nói đó không trả lời người ta đi? Trả lời đâu có được đâu. Để nuôi con thôi mà các anh tới các anh làm như thế này đây. Mà anh cứ nói đó là nghĩa vụ nhưng thật sự nó không đáng để các anh làm những việc này. Các anh bắt chồng tôi, bây giờ tôi nuôi ba đứa con nhỏ dại, bán một chút thực phẩm. Để nuôi con thôi mà các anh tới các anh làm như thế này đây. Bởi vì quý vị thấy đằng đằng sau cái phong này toàn là ảnh rồi là cờ cờ đỏ sao vàng ở đằng sau này nè. Đất nước không khá được là vậy. Đất nước này đó là đất nước này nó phục vụ cho phúc kiến, phục vụ cho cái cờ đỏ sao vàng của giặc Tàu. Chứ nó không phải phục vụ cho người Việt Nam. Tất cả những mấy thằng cán bộ công an này đó nó phục vụ cho giặc Tàu. Mà giặc Tàu là phải đàn áp người Việt Nam. Giặc Tàu phải hành xử mọi rợ với người Việt Nam. Thấy không? Nó làm cho giặc Tàu. Thấy không? Chứ nó không phải làm cho người Việt Nam. Tại vì nó thờ lại cái cờ đỏ sao vàng của cờ phúc kiến mà.
Làm sao nó mà nó phục vụ cho người Việt Nam được? Nghe mà đau lòng. Mà anh cứ nói đó là nghĩa vụ nhưng thật sự nó không đáng để các anh làm những việc này. Các anh bắt chồng tôi, bây giờ tôi nuôi ba đứa con nhỏ dại, bán một chút thực phẩm để nuôi con thôi mà các anh tới các anh làm như thế này đây. Cảm ơn nha. Trần Việt cảm ơn quý vị đã lắng nghe clip này. Mong rằng quý vị hãy phổ biến tiếp tay dùng với Trần Việt nha. Tại vì đó mình đọc những cái lời comment, những lời comment đây là mình đọc cho quý vị thấy nè. Hình thức triệt thoái kinh tế gia đình tù nhân, hèn, người dân viết chữ hèn, thấy không? Trời ơi, khốn nạn quá vậy, lũ khốn. Ủa sao nó vô cảm vậy trời, ghê chứ. Không ác độc, không táng tận lương tâm thì không phải là cộng sản. Đó, người dân người ta viết như vậy đó. Đúng không? Đám bần cối vô tâm thật khốn nạn. Tụi nó tịch thu để củng cố, để cúng tổ tiên nhà chúng nó. Một lũ mất dạy. Phải nói cộng sản ở đâu, trong nước hoặc thế giới, chúng đều mất dạy với dân tộc và người dân. Cộng sản ở đâu nó cũng vậy đó. Không, cộng sản Bắc Hàn cũng vậy, cộng sản Cuba cũng vậy, không, thằng Trung Cộng cũng vậy. Lũ cộng sản là nó hành xử bội rợ với người dân như vậy. Một lũ chó săn của một chế độ, chế độ qua khi bị gì đó, giết mà hình như không có rõ ràng. Bao nhiêu bọn chó săn vui cười trong cuộc sống ở đất nước đáng sống. Quỳnh Đức Vinh là hèn, trả thù cùng diệt tận là một tính không thể thay đổi ở người cộng sản. Chả lạ gì mọi người hãy ủng hộ thực phẩm của chị ấy đó, để anh chị có thể sống mà đương đầu với lũ gian tà này. Đó, người dân người ta thể hiện cái lòng người ta, ta bênh vực cái chị Lâm nha. Chị cũng là tên Lâm á. Mưu hèn kế bẩn của bọn cộng sản để triệt đường sống của gia đình tù nhân lương tâm, bọn khốn nạn. Đó. Bao nhiêu khốn nạn vô cùng. Boss nào cũng chửi mấy thằng cộng sản mọi rợ như vậy đó. Đâu có boss nào mà binh các anh đâu. Ngày nào còn đám sâu bọ sáng lãi, ngày đó dân Việt còn đau khổ. Biết bao nhiêu luôn á, cả trăm boss như vậy đó. Nhiều đứa người còn DM nữa, DM bọn hèn. Hiểu không? Trừ khi cộng sản không còn, chứ còn thì mãi khốn nạn như vậy đó. Tại sao không cho họ một con đường sống để họ ngước lên đời mình là con người với nhau? Xin đừng làm như vậy nữa. Đó, người dân người ta nói như vậy đó. Đây, những lời comment này là thật tình đó. Quý vị vào vào cái trang nhà của Lê Thanh Lam đi, Lê Thanh Lâm đi. Lê Thanh Lâm là vợ của anh Bùi Tuấn Lâm đó. Đó là những lời Mà anh cứ nói đó là nghĩa vụ nhưng thật sự nó không đáng để các anh làm những việc này. Các anh bắt chồng tôi, bây giờ tôi nuôi ba đứa con nhỏ dại, bán một chút thực phẩm để nuôi con thôi mà các anh tới các anh làm như thế này đây. Mà anh cứ nói đó là nghĩa vụ nhưng thật sự nó không đáng.
làm những việc này. Các anh bắt chồng tôi, bây giờ tôi nuôi ba đứa con nhỏ dại, bán một chút thực phẩm để nuôi con thôi, mà các anh tới các anh làm như thế này đây. Những người công an gọi là đỡ đây hình ảnh, ít nhất là mình thấy đây là 5 người công an. Mình thấy 5 cái mặt đây nè, 5 cái mặt công an đây nè. Mà họ nghe tiếng nói mà họ không có trả lời được. Họ chỉ biết làm việc thôi. Làm việc như cho do những cái con người máy robot. Người máy robot chứ đâu có phải là con người. Mình con người, mình có sự suy nghĩ chứ. Mình có sự suy luận đó, mình biết người vợ người ta khổ như thế nào khi mà chồng người ta phải ở trong tù. Người ta phải mưu sinh để người ta nuôi ba đứa con nữa. Đâu có ai mà cho lương của cho người vợ này đâu. Phải không? Thì mình phải cho người ta có cái con đường sống chứ. Đâu phải mình mỏi rợ như vậy các anh. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe Trần Việt nha. Nói một chút xíu là Trần Việt cũng cảm thấy rồi là khan tiếng rồi đó. Rồi, thôi cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn.